Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rá. Nếu mà các bác anh chị là những anh em kiếm thủ lâu năm á, thì thường ví dụ mà chúng ta đón khách hoặc là anh em bạn bè tới nhà chơi thì mọi người thường hay khoe những cái cây gì? Thì em nghĩ là ví dụ chúng ta hay khoe những cây, những cái mặt hoa đẹp, ví dụ như là Phan Chí, Xanh Huế hay một số cái giống cho những cái kiểu hoa đặc sắc. Tuy nhiên thì những cái giống đó thì trên thị trường thì có rất là nhiều mọi người, thì hầu như là cái số lượng anh em sở hữu được thì nó cũng nhiều. Nhưng mà hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một cái cây kiếm này, thì em đảm bảo với mọi người là chắc chắn là các bác anh chị chưa có luôn. Trừ những bác, những anh chị mà đã từng mua giống em được một hoặc là hai người thôi. Và trước mặt mọi người đây thì có một cây kiếm có tên gọi là kiếm xích lô nhé mọi người. Rồi, và cái cây này nó đặc biệt sao á, nó thuộc vào cái hàng dị thảo sao á, thì em sẽ quay clip bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Thì ở trong tự nhiên á, thì cái cây kiếm xích ngọc và cây kiếm lô hội không biết sao mà nó thụ phấn, nó tạo ra một cái con, một cái cây kiếm như này đó, và người ta đặt cái tên gọi nó là kiếm xích lô. Và nó đặc biệt ở chỗ á, về thân thủ của cây này á, thì mọi người xem, nó thân thủ thì nó mang cái đặc điểm của một cái cây kiếm lô hội nhé mọi người. Nhưng mà cái lá mọi người, cái lá nó thì nó lại ra cái kiểu lá mỏng giống như là thằng kiếm xích ngọc vậy. Đây mọi người xem này, mỏng dính rồi nha. Rồi, rất là hay nha mọi người. Và em chắc chắn là rất nhiều bác, nhiều anh chị đang xem clip đây là chưa có cái giống này ở trong vườn đâu nha. Đó, cái hàng này là gọi là hàng cực độc luôn. Thì em nghĩ là nếu mà bác, anh chị là kiếm thủ thì chúng ta đừng nên bỏ qua cây kiếm độc lạ này nha. Thằng này thì trong trong sóc nó những cũng giống như một cái cây kiếm lô hội bình thường nữa mọi người, cũng rất dễ trồng, nói chung là giá thể trong trong sóc như bình thường nữa. Và về thân thủ thì lá cũng cho ra cái bảng lá to đẹp ha, củ cũng bự mọi người, củ khi chăm lớn thì cũng bự, rất là bự ha. Và cây này thì ngoài cái đặc điểm thân lá độc lạ thì nó còn cho ra cái mặt hoa rất đẹp nha mọi người. Cái này thì em đã thấy hoa rồi. Và em sẽ chen đây với hình hoa và clip để các bác anh chị chúng ta cùng xem ha. Cái cây này thì nó lại cho ra cái kiểu lưỡi bệt. Và cái hoa, cánh hoa thì nó lại kiểu dạng trắng trắng, hơi gọi là hơi đục đục vàng vàng mọi người. Đó. Thì mọi người có thể là xem ở trong clip ha. Em có chen hình vào luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi, đúng kiểu hàng độc mọi người ha. Tự nhiên là trong tự nhiên nó lại cho ra được một cái cây kiếm quá là hay như vậy, gọi là đúng là cái thiên nhiên tạo hóa nó ban tặng cho con người rất là nhiều cái giống lan quý. Rồi bây giờ quay kỹ hơn cái về phần lá mọi người. Lá nó thì cái đặc điểm lá cũng rất là đẹp, lá kiểu vàng gân gân mọi người, gân gân sọc 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 nè. Đây, và mỏng dính nha mọi người, mỏng dính nè mọi người xem nè. Xem em uống cong bẻ nè. Nó vừa là một cây kiếm lá cứng nhưng mà nó cũng là vừa một là một cái cây kiếm lá mềm nên mới gọi là cái hàng độc đó mọi người. Cái hàng này thì chắc chắn là nếu mà các bác anh chị chúng ta có trong vườn nhà, khi có anh em bạn bè tới nhà chơi mọi người khoe ra là đảm bảo người ta sẽ gọi là cực kỳ ngạc nhiên luôn. Đây rồi, hay nha mọi người. Lá nha, lá trên lá là những cái đường gân mọi người. Đây các bác chị xem ha, những cái đường gân sóng lượng đẹp, thân thủ mọi người, nhìn xa 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 nha, thân thủ đẹp lắm, lúc mọi người trồng chăm sóc á cũng nó bự. Rồi, và hôm nay thì cái dây này thì có giá là 1 triệu một tép nha mọi người, 1 triệu một tép. Này em có đúng 2 tép thôi, thứ nhất là cái tép đây thì nó cũng khá là bự mập nè, và thứ hai là có thêm một cái tép tơ nữa. Rồi, và mọi người mua thì em sẽ tách ra em gửi nha. Đây cụ bự, thằng này thì là tơ tít ha. Tơ tít thì củ nó chưa bự, tức là mọi người về chăm dần dần thì nó mới bự cái củ xong ha. Còn thằng này thì tất nhiên nó phát triển sớm hơn thì nó củ nó sẽ ra mập như vậy. Rồi lá rất to nha mọi người, lá rất to, đẹp lắm. Hàng gọi là hàng độc lạ mà. Anh em thì chúng ta chơi kiếm chắc cũng sưu tầm được nhiều mặt hoa, cũng nhiều được nhiều cây kiếm quý, nhưng mà cây kiếm này em nghĩ là 1.000 người thì chắc chỉ có chưa tới ngay một người có nữa mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người nha. Hôm nay là cái cây kiếm thuộc vào hàng cực kỳ độc nha mọi người. Chắc chắn là các bác anh chị mà những người sưu tầm những cái giống lan độc lạ thì chúng ta có thể là sưu tầm cái giống này về làm giống trong vườn nhà nha. Giống như một cây trấn vườn đặc biệt ha, để có thể khoe với anh em bạn bè. Rồi, và hôm nay là cây kiếm có tên gọi là xích lô, cây được lai trong tự nhiên từ cây kiếm xích ngọc và lô hội nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.